và anh chị em bắt đầu chưa? Thì bây giờ đây mình có hai cái chai rồi đây ha. Thì đây hai cái chai mình đã mở nắp. Ok, mình đã mở nắp rồi đây. Thì hai cái chai này thường ngày của tài tử Hollywood làm á, challenge á, là cải lại vậy. Rồi mọi người cứ đá cái nắp này văng lên mà cái chai này không đổ. Chào mừng các bạn và các cô chú hôm nay đã trở lại gia đình mình một lần nữa nha. Hôm nay thì mình có một cái trò chơi giống như cũng một cái thử thách này ha. Thì mấy hôm nay mình thấy rất là nhiều tài tử Hollywood đã thử thách cái challenge này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các cô chú và anh chị em một cái challenge này ha. Cảm ơn các cô chú và anh chị em rất là nhiều. Nếu như cô chú và anh chị em nào lần đầu tiên ghé thăm gia đình mình, thì nếu mà thấy thích những cái video của mình thì nhớ bấm like cho mình nha và chia sẻ những cái video của mình. Ok, các cô chú đừng có đi đâu, cái video này hôm nay nó rất là đặc biệt luôn nè. Thì hôm nay mình có đây, mình có mấy cái chai nước ha, mình có 4 cái chai nước đây. Thì chắc là những mấy cô chú và anh chị em chắc cũng đã biết rồi, những tài tử Hollywood làm cái challenge là mình mở cái nắp chai này ra ha, mình bỏ lên giày rồi mình sẽ đá cái nắp chai cho nó văng cái nắp chai xuống mà cái chai này không có rớt, không có ngã nha các cô chú. Thì hôm nay mình làm như thế nào? Hôm nay mình mời được hai võ sĩ. Thì các cô chú thấy đó, những cái challenge đó là tài tử Hollywood không thôi, thì hôm nay mình là tài tử Bollywood, là Bollywood là cái tài tử của bên giống như là bên Á Đông của mình đó, là gồm có Ấn Độ rồi Thái Lan, Nhật, Việt Nam. Thì hôm nay mình mời được hai võ sĩ rất là chuyên nghiệp. Một võ sĩ là của Thái Lan, chuyên thường ngày là cái võ sĩ này là chẳng những làm những cái trò thử thách và hay này mà còn chuyên về làm gỏi đu đủ, bán gỏi đu đủ. Rồi còn một võ sĩ nữa là võ sĩ của Nhật, thường ngày là chuyên môn chia sẻ những hồ cá khôi cũng như những con cá Nhật. Thì các cô chú và anh chị em nhớ đón xem cái video này của mình nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu đây. Ok, cô chú và anh chị em bắt đầu chưa? Thì bây giờ đây mình có hai cái chai rồi đây ha. Thì đây hai cái chai mình đã mở nắp. Ok, mình đã mở nắp rồi đây. Thì hai cái chai này thường ngày của tài tử Hollywood làm á, challenge á, là đậy lại vầy. Ok, đậy lại vầy. Rồi mọi người sẽ đá cái nắp này văng lên mà cái chai này không đổ. Thì hôm nay hai võ sĩ Nhật của mình đặc biệt hơn, mình lật ngược cái nắp này lại. Đó, rồi cho hai võ sĩ sẽ đá ha. Rồi bây giờ các cô chú và anh chị em bắt đầu chưa, chuẩn bị chưa? Bây giờ là mình xin mời võ sĩ Nhật hôm nay đã bỏ thời gian đến từ Nhật qua tới làm cái chương trình này với mình. Rồi mời võ sĩ Nhật. Chim bông gì vậy? Chưa chim chả. Hú yêu kinh hú chi. Thì hôm nay xin chào các anh chị em, các cô chú nha. Hôm nay mình được mời tới giữ cái chương trình đá phi long cước này nha. Thì mình sẽ đá bay cái nắp này hoặc là cái này. Thì các bạn hãy đón xem nha. Rồi bây giờ mời mình lấy hít khí. Ready go. Rồi chuẩn bị. Ready, mình say go. Thử trước nha. Hey, hey. Bay hai cái luôn các bạn thấy không? Đây là những cái chào của khi thường ngày mình chào những con cá khôi. Các bạn thấy lợi hại chưa? Wow, nè rõ ràng hai cái nắp đã văng lên. Cái thử thách đầu tiên là hai cái nắp đã văng lên. Những tài tử kia chỉ đá được một cái nắp một lần, mình đá một lần hai cái nắp. Các bạn thấy lợi hại chưa? Cho võ sĩ Nhật một bàn cao pháo tay đi nha các bạn. Rồi. Yeah.
giờ là mình sẽ challenge những anh nha, anh Brian nè, anh Kenny Florida nè, anh Hành Trình Đất Mỹ nè, anh Hoàng nè ha, những cái channel của những anh nè, anh Phương Na Uy nè, những anh nào mà em không nhớ trong cái video thì nếu như mấy cái anh mà những anh nghe cái xem cái video này á mà có nhu cầu để mà challenge với em nè nha, anh Võ Phương ở Việt Nam luôn nè nha, anh Võ Phương đó, hết tất cả mọi người luôn. Rồi bây giờ các cô chú và anh chị em đón tiếp theo là xong chưa bây giờ. Cảm ơn giả sĩ rất là nhiều. Giả sĩ có lời nào nói với lại mấy anh chị em YouTube của mình không? Có thì mình xin cảm ơn các anh chị em, các cô bé. Thì hôm nay mình chơi một cái game này vui mà mình sẽ challenge những cái anh YouTuber trên đó nha. Thì mình sẽ mong đợi các anh nào mà quay được đá được cú fashion cú giống mình vậy thì mình sẽ khâm phục. Đây bây giờ đổi hai chai khác, hai chai này mới, hai chai này sẽ bắt đầu cho anh Thái Lan ha. Đây rồi anh Thái Lan, mình mở nắp ra, mình đỡ lên, chai này nước mới luôn đây, mình mở nắp ra, mình đỡ lên. Rồi bây giờ các cô chú chuẩn bị chưa, các cô chú chuẩn bị chưa, đã xem anh Nhật rồi thì bây giờ mình sẽ mời anh của người Thái Lan ra, thì để coi anh Thái Lan ra ảnh đá từng chai hay là ảnh đá hai chai một lượt hay là ảnh làm như thế nào. Các cô chú nhớ đón xem nha. Ok, mời anh của Thái Lan ra. Hôm nay mình có chai, các bạn mình có sẽ đá cái chai này. Hồi trước mình không có đá chai, mình đừng hay. Bạn biết gì vậy? Làm gỏi mắm á các bạn. Bây giờ là cái challenge này rất là lớn với mình. Các cô chú anh chị em thấy không, đúng mà người Thái họ cũng khác thôi, cái phong tục khác nhau không các bạn thấy không, hồi nãy cách chào của người Nhật nó khác, bây giờ cách chào của người Thái nó khác hết trơn, quỳ lại được tùm lum hết trơn á, mà không biết hồi đá có được hay không, chắc là cầu nguyện gì đây. U cha, mình thấy nó mới nhúc nhích thôi. Đây các cô chú thấy không, cái nắp nó nằm bên đây mà bây giờ nó mới nhúc nhích qua thôi chứ nó chưa bay. Ok rồi, lần thứ hai hình như là anh ta đã thổi cho nó bay thì phải. Anh chị em nào mà đá không thành công là phải uống luôn chai nước nha. Oh my. Rồi đây là sản phẩm của anh Thái Lan rồi, coi như là các bạn thấy rồi đó. Cái chai thì rất là mớp, tùm lum méo tùm lum hết và nước cũng văng hết luôn. Dạ nhưng mà cái đó vậy là không thành công, anh Thái Lan không thành công. Vậy mình thua. Võ Thái Lan á là giờ công lực mạnh nhưng mà khí công còn thiếu. Đúng rồi. Vậy là mình không thành công. Mình biết sao rồi, bởi vì mỗi ngày anh võ sĩ Thái Lan chuyên về gọi đu đủ cho nên anh dùng tay dùng nhiều tay hơn, nhiều. Anh dùng tay ảnh bây giờ mình đá bằng tay được không? Bây giờ làm bằng tay đi coi. Nói đúng mà, mỗi ngày ảnh làm bằng tay, ảnh gõ đu đủ cho nên hôm nay cái tay của ảnh là good hơn, đúng không các bạn thấy không? Rồi thì hôm nay cái challenge của mình, hôm nay mình sẽ challenge hết những anh YouTuber nha. Nếu như anh chị nào mà có thể chơi được cái challenge này với gia đình mình thì chơi cho vui ha. Cảm ơn hai võ sĩ rất là nhiều hôm nay đã ghé thăm gia đình mình và thử thách cái challenge này với mọi người. Mình sẽ luyện lại để đá bằng chân ha. Ok, để đá bằng chân. Còn võ sĩ Nhật thì đã thành công rồi. Sẽ có challenge cái thứ hai nữa các bạn. Mời các bạn xem tiếp phần 2. Ok, rồi cảm ơn các anh chị và các cô chú rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye.